Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh về chiều dài, hướng tuyến, quy mô và phân kỳ đầu tư. Cụ thể, tổng chiều dài toàn tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh tăng thêm 16 km, từ 3.167 km lên 3.183 km. Lý do điều chỉnh là nhằm tránh các thành phố, thị xã, thị trấn để giảm khối lượng giải phóng mặt bằng. Về vốn đầu tư, tổng nhu cầu vốn cho dự án này từ nay đến năm 2020 là khoảng 103.682 tỷ đồng. Đến nay mới bố trí được 40.763 tỷ đồng. Như vậy, còn thiếu 24.003 tỷ đồng. Chính phủ đề nghị bố trí bổ sung từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Trước đây, mục tiêu đặt ra là hoàn thành giai đoạn 2 nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh vào năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2020 là giai đoạn nâng cấp đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc. Tuy nhiên, theo đánh giá của chính phủ, mục tiêu này là không thể thực hiện được. Vì vậy, chính phủ đề nghị Quốc hội cho giãn tiến độ triển khai giai đoạn cao tốc về sau năm 2020.